Nếu Đại Bồ Tát khi học như thế thì chẳng bao giờ sanh cõi trời trường thọ, đam mê dục lạc, trí tuệ kém cỏi. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy thành tựu thế lực phương tiện thiện xảo. Do sức phương tiện thiện xảo này nên tuy thường nhập định vô lượng và định vô sắc, nhưng chẳng theo thế lực ấy mà thọ sanh. Vì được bát nhã ba la mật đa sâu xa nhiếp thọ nên thành tựu phương tiện thiện xảo như thế. Ở trong các định tuy thường nhập xuất được tự tại, nhưng chẳng theo thế lực của các định ấy mà sanh cõi trời trường thọ, bỏ tu hạnh Đại Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi học như thế thì đối với các pháp như 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 Pháp Phật bất cộng, cùng vô lượng vô số vô biên Phật Pháp khác đều được thanh tịnh, quyết định chẳng rơi vào tất cả các bậc thanh văn và độc giác. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu bản tánh của tất cả Pháp là thanh tịnh, thì làm sao Đại Bồ Tát ở trong các Pháp để được thanh tịnh? Phật bảo thiện hiện: Đúng vậy, đúng vậy. Như ông đã hỏi, tự tánh bản lai của các pháp là thanh tịnh. Đại Bồ Tát ấy ở trong bản tánh thanh tịnh của tất cả pháp, tinh cần tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa, như thật, thông đạt, không chìm đắm, không ngưng trệ, xa lìa tất cả phiền não nhiễm trước, cho nên nói là Bồ Tát được thanh tịnh. Lại nữa thiện hiện, tuy tất cả pháp bản tánh thanh tịnh, nhưng các phàm phu chẳng biết thấy hiểu. Đại Bồ Tát ấy vì muốn cho họ biết thấy hiểu nên tu hành bố thí ba la mật đa, tu hành tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, an trụ pháp không nội, an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, an trụ chân như, an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, an trụ thánh đế khổ, an trụ thánh đế tập diệt đạo, tu hành bốn tịnh lự, tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu hành tám giải thoát, tu hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, tu hành bốn niệm trụ, tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, tu hành pháp môn giải thoát không, tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, tu hành bậc cực hỷ, tu hành bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân, tu hành năm loại mắt, tu hành sáu phép thần thông.